Xin chào các bạn, hôm nay cuối tuần rồi, không biết mình sẽ nấu món gì đây, nhưng mình sẽ ra vườn hái chanh nè. Chanh của mình ngon quá, rất là thơm. Rồi, mình sẽ qua kia hái ớt và hái rau. Mùa đông thì không còn gì hết trên những cái cành như thế này, chỉ còn vài trái ớt thì mình cứ hái vô. Rồi, mình nấu những món ăn gì? Đây, những trái ớt mùa đông thì vẫn còn ngon lắm. Mình chỉ cần vài trái thôi là đủ rồi. Đây, rau diếp cá nè, cứ ngắt vài lá là được rồi. Đó. Chứ mùa đông thì làm gì có rau mà ăn. Rồi, đó. Và đây là những cọng hành tây mình mua về ăn rồi mình cắm xuống nó ra nè. Đó, hành lá. Đây là rau húng lủi nè. Mình ngắt được vài cọng ha. Thơm lắm. Còn đây là rau tí tô nhỏ bé, vẫn còn sống. Mình ngắt đại vài lá thôi. Nhưng không biết nấu món gì mà rau như vậy làm sao ăn. Thôi, có còn hơn không. Mùa đông ra vườn thì chanh rất là nhiều, ớt thì còn vài trái, rau húng lủi, rau quế, rau diếp cá chỉ có vài lá mà thôi. Như vậy mình sẽ nấu món gì đây? Cùng nhau qua kia coi cô nấu món gì. Hôm nay cuối tuần rồi, mình sẽ nấu một món ăn ngon lắm. Các bạn cố gắng làm theo nha, dễ không có lâu. Mình sắp xếp mọi thứ gọn gàng thì mình nấu cũng rất là nhanh. Hôm nay mình sẽ nấu một món đó là mì Quảng. Mì Quảng nấu có dễ không? Dễ lắm. Như nguyên liệu thì mình đã mua hết các chợ Việt Nam hoặc chợ Mỹ cũng có. Đây, mình sẽ có là đậu phộng nè, bánh phở màu vàng, bánh tráng mè, rồi gia vị bột tỏi, bột hành và tiêu. Nói về rau thì mình đã ra vườn hái vài cọng. Thật ra mình đã mua rồi. Chanh, ớt, giá, rau sống, thịt, tôm. Nói về thịt với tôm thì tùy theo gia đình của mình nha. Thích loại thịt nào thì mua loại thịt đó. Tôm nhỏ hay tôm lớn tùy theo mỗi gia đình. Hầm nước thì mình dùng xương heo hoặc mình có thể dùng xương gà. Công thức nấu thì cũng dễ lắm. Mọi thứ đã sắp xếp rồi. Bây giờ mình bắt tay vào làm để có món ăn cuối tuần. Hy vọng video này ra các bạn sẽ làm món ăn cho gia đình. Có một nồi nước súp, mình sẽ bắt một cái nồi cho tổng cộng vào đây là 3 lít nước. Về xương thì mình có một cái video đã chia sẻ cách cho rửa xương như thế nào, ngâm xương qua đêm. Như vậy khi mà mình nấu một nồi nước súp rất là ngon, nước trong. Rồi mình sẽ cho hết xương vào trong này, và trong cái nồi này mình sẽ cho vào đây luôn là một muỗng canh đường phèn. Đây là một muỗng canh đường phèn. Và sau đó mình sẽ dùng một cái lược như thế này. Mình cho vào đây là nửa muỗng canh tiêu trắng và một củ hành trắng. Mình cắt nó ra làm hai. Mình cho hết vào vô trong này. Để đến lúc mà mình nấu xong cái nồi nước súp, mình sẽ lấy cái chung này ra. Nồi nước súp của mình không cần phải lược lại, bởi vì đây là cái xương heo mình dùng để ăn luôn trong món mì Quảng. Cho vô luộc luôn một lúc nha. Cho vô như thế này. Như vậy là cái nồi nước súp này mình sẽ hầm thời gian là 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi để cho nước súp ngon. Nếu như mình không muốn xương mềm thì mình có thể hầm 1 tiếng là được rồi. Mình sẽ bắt một cái chảo hoặc một cái nồi để mình luộc bánh phở. Nói về bánh phở loại nào thì ngon. Thường thì mình hay cái dùng loại ống đầu bếp như thế này, bởi vì cọng bánh phở không bự không nhỏ. Nhưng nếu các bạn tìm không ra thì có thể tìm loại ba cô gái cũng được. Với công thức ngày hôm nay mình sẽ dùng là tổng cộng là 2 gói cho 4 lọn, ăn cũng được là 6 tô. Trong này mình sẽ dùng là 2 lít nước, cho vào đây là 2 giọt màu vàng. Đây là màu vàng food color, mình mua ở các chợ Mỹ đều có. Mình cho vào đây là 2 giọt. Đó, như vậy là được rồi. Và sau đó mình cho tiếp vào là 1/4 muỗng bột nghệ. Mình cho vào luôn. Khi mình cho bột nghệ và bột food color vô thì mình sẽ lấy được một cái màu rất là đẹp khi mình luộc bánh phở. Nước thì phải thật là sôi. Và sau đó mình sẽ cho vào đây một tí xíu muối thôi, không nhiều lắm. Chừng cỡ này thôi, không nhiều nha. Cho vào đây. Và khi nước đã sôi rồi thì mình cho vào 2 gói như thế này. Mỗi một gói thì có 2 lọn.
mình cho vào hai gói. Rồi mình cho tiếp vào đây. Thời gian mình luộc bánh phở này rất là nhanh, cho nên mình không có thể bỏ đi đâu hết. Đó, mình cho vô như vậy thì bánh phở sẽ mềm trong thời gian mấy phút thôi. Mình ngâm, sau đó là mình đặt ngược lại. Thời gian nước sôi mình cho bánh phở vào thì bánh phở sẽ bung như thế này, không luộc lâu lắm đâu. Khi nó vừa nở ra là mình tắt lửa cho qua bên kia, mình xả sơ lại dưới nước lạnh. Nói về bánh phở thì tại sao người ta gọi là mì Quảng mà lại ăn bánh phở thì mình cũng không có hiểu. Mình chỉ biết là dùng bánh phở để làm mì Quảng. Và mì Quảng nhiều nơi ăn thì là màu trắng, nhiều nơi thì lại bỏ màu vô. Có những lúc mình đi ra ngoài mua bánh phở tươi trắng về mình ăn, nhưng cũng phải bỏ chút xíu màu vì có lẽ quen với cái màu vàng rồi. Và bên này mình sẽ có một thau nước lạnh và một cái rổ đẩy sẵn. Khi mình đổ bánh phở ra, sau đó mình sẽ cho vào thau nước lạnh liền. Bây giờ mình đổ bánh phở ra như thế này. Rồi, bây giờ mình cho vào thau nước lạnh liền. Mình rửa sơ một nước, sau đó mình đổ ngược kia ra rồi mình để cho nó ráo. Và bánh phở mình đã cho vào thau nước lạnh như thế này. Thì các bạn nhìn thấy nè, cái cọng bánh phở không có nở lắm đâu. Nhưng khi mà mình cho vào nước súp càng lên thì bánh nó sẽ dai dai, chứ không phải là bánh bị bở. Bây giờ mình cứ đổ hết ra trong cái rổ như thế này, rồi mình để cho ráo. Sau khi mình luộc bánh phở xong thì màu vàng rất là đẹp. Trước khi mình xào thịt với tôm thì mình sẽ trụng thịt qua trước nhất để khi mình sắc cũng dễ. Đây là một miếng thịt ba rọi như thế này. Mình cắt nó ra làm hai nhưng không đứt hết, rồi mình sẽ trụng vào đây. Thời gian thì khoảng 5 phút thôi, không phải lâu lắm. Mình cũng đã cho vào đây là 1/4 muối. Mình trụng sơ như thế này. Sau thời gian 5 phút đã luộc thịt xong, mình lấy ra để rồi mình sắc, mình đem đi xào. Với công thức ngày hôm nay là mình dùng 2 phao tôm lớn như thế này. Mình có thể mua tôm nhỏ, sau đó mình về mình rửa thật là sạch. Mình cắt cái đầu đi như thế này. Rồi mình sẽ cắt từ ở trên cái đầu đi xuống nè. Mình cắt để cho khi mà mình xào có gia vị sẽ thấm vô ngon, và khi mình lột vỏ cũng dễ. Rồi phần ở dưới thì mình cũng cắt bỏ đi hết những cái phần thành phần này, như là những con tôm mình đã cắt xong hết rồi như thế này. Như vậy là bây giờ mình sẽ qua kia mình sắc thịt rồi mình xào tôm với thịt. Sau khi mình đã luộc thịt xong, mình sẽ sắc ra như thế này, theo kích thước gia đình muốn ăn như thế nào, nhỏ hay lớn. Còn bây giờ thì mình cứ cắt theo căn bản là đừng mỏng quá, đừng dày quá. Mình cắt cái miếng thịt nó xéo xéo như thế này. Khi mình xào thịt lên thì cái miếng thịt nhìn rất là ngon. Sắc hết thịt, sau đó thì mình sẽ đem đi xào. Bây giờ thì nồi nước súp cũng đã sắp xong rồi. Nấu mì Quảng thì mình không thể nào thiếu củ nén, củ nghệ và tỏi. Nhưng từ nhỏ tới lớn mình không biết củ nén là củ gì, nhưng thấy nhiều người nói nó nhỏ nhỏ bé như thế này, cho nên mình tạm thời dùng củ này coi như là củ nén. Củ này thì mình có thể ra chợ Mỹ mua, gọi là pearl onion. Riêng mình mỗi khi mình nấu thức ăn mình hay dùng loại củ hành nhỏ như vậy, mùi vị của nó thơm hơn và ngon hơn nhiều. Nói về nghệ thì nghệ tươi cũng có, nhưng mình hay dùng nghệ bột cho nó tiện hơn. Bây giờ mình sẽ đi xay một chén củ nén nha, tạm thời là vậy. Rồi một chén hành mình xay với nhau, rồi sau đó mình đem đi xào chung với lại thịt và tôm. Để xay những củ hành, củ tỏi thì mình hay dùng cái máy nhỏ đã từng xay qua. Mình thường hay nói đến đó là xay smoothie, cho nên mình rất là thích dùng cái này. Cho hết tất cả củ nén vào đây, rồi mình xay nhuyễn ra. Dùng một cái máy smoothie mình xay hành rất là nhanh. Bây giờ mình xay tỏi. Như vậy là mình đã xay xong hành và tỏi, nói đúng hơn là củ nén và tỏi. Với công thức ngày hôm nay mình sẽ dùng cái chảo và cho vào đây là 2 muỗng canh dầu hột điều mình đã thắng sẵn, vào cho trong cái hũ như thế này.
công thức thắng hột điều như thế nào mình cũng có một cái video. Mình sẽ cho lửa lên, không cần đợi cho dầu nóng, mình cho vào đây luôn là 3 muỗng canh tỏi bằm. Mình cứ cho nhiều tỏi vô tại vì thức ăn này có nhiều tỏi thì sẽ thơm. Thành phần xào tôm và mình cũng có cho vào nước súp luôn. Vì vậy cho nên mình phải dùng là 3 muỗng canh tỏi và 3 muỗng canh hành như thế này. Món ăn này nếu mà mình xào lên hành tỏi nhiều thì rất là ngon. Rồi mình đã cho dầu hột điều, hành và tỏi vào đây thì mình sẽ dùng một cái giá để mình làm như thế này để cho nó đều hơn và một lát nó vàng thơm thì mình sẽ cho qua một nồi nước súp phân nửa, còn phân nửa thì mình sẽ xào tôm. Với món ăn mì Quảng thì mình phải dùng rất là nhiều hành, tỏi. Nói về hành thì dĩ nhiên mình phải nói là củ nén thì đúng hơn. Và bây giờ hành và tỏi đã thơm rồi, mình sẽ múc phân nửa cho vào nồi nước súp để nồi nước súp có được màu vàng đẹp và mùi thơm. Phân nửa còn lại thì một lát nữa mình sẽ xào thịt với tôm. Và đây nồi nước súp đã xong rồi, mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh bột nêm gà, mình trộn đều với nhau và nêm lại cho vừa ăn. Nồi nước súp thì phải mặn hơn một chút bởi vì mình cho vào tô mì Quảng thì mặn mà thì sẽ ngon. Bây giờ mình sẽ cho hết thịt vào một cái chảo. Mình sẽ trộn đều thịt để cho thịt thấm được màu vàng. Sau đó thì mình sẽ múc 2 muỗng canh nước súp bên cái nồi kia cho vào. Bây giờ cho nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh bột tỏi, 1 muỗng canh bột hành, 1 muỗng canh tiêu hoặc ít hơn và 1 muỗng canh đường. Tất cả đã cho vào rồi, mình trộn đều hết với nhau để cho thịt được thấm. Và thời gian mình sẽ nấu thêm khoảng 10 phút nữa để cho thịt chín. Sau khi mọi thứ đã xong thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là tôm. Lúc đầu mình không có cho tôm vào bởi vì mình không có muốn tôm thấm mặn. Bây giờ tôm đã cho vào rồi, mình trộn tất cả đều với nhau để thêm 5 phút nữa tôm được thấm thơm với thịt và sẽ có một cái màu vàng rất là đẹp. Như vậy là tôm và thịt ram cũng đã xong rồi. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ làm bánh chén và đậu phộng, rau sống. Và mình sẽ dùng một cái chảo để lửa medium cho chảo nóng. Rồi mình sẽ cho vào đây là một chén đậu phộng mình rang lên. Thời gian rang đậu phộng cũng không lâu lắm. Mình phải đứng ngay đây để mình xào qua xào lại như thế này. Cho đến khi nào mình thấy đậu phộng có cái màu hơi nâu nâu. Như vậy là mình tắt lửa. Sau khi mình tắt lửa rồi, mình phải để cho đậu phộng thật là nguội. Mình lột vỏ rồi đâm đậu phộng ra. Khi cho đậu phộng vào chảo rồi thì mình lăn như thế này. Sau đó thì mình để xuống vài giây sau. Rồi mình lại lăn tiếp. Như vậy thì đậu phộng sẽ chín đều. Cho đến khi nào mình thấy đậu phộng màu vàng được thì mình tắt lửa. Ăn mì Quảng thì phải có bánh tráng mè, nhưng đặc biệt loại này thì lại có tôm. Nếu mình không thích thì mình mua loại thường. Thời gian bỏ vô microwave là 1 phút sau khi mình lấy ra, lật ngược trở lại, mình cho thêm 5 giây nữa là bánh tráng sẽ được như thế này. Mì Quảng thì cũng đã nấu xong rồi. Món ăn cho gia đình cũng không có khó để làm. Mì thì mình có thể bỏ màu vô để cho cái màu sắc vàng đẹp. Tôm, thịt ba rọi, bánh tráng, đậu phộng và ớt. Kế bên thì mình lại có một dĩa rau sống, giá, rau thơm, bánh tráng mè. Kế bên thì thêm một dĩa đậu phộng. Mì Quảng hôm nay mình xin mời các bạn, mến chúc các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, luôn luôn cho nhau nụ cười. Và đừng quên cho mình một cái subscribe, like và share.